Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Cả nhà ơi, thì hồi đợt hỏm Phương đi mò cá ha, Phương có bắt được một ít con chim chép đó cả nhà. Thì Phương gọng mấy hôm nay cũng được đâu 2-3 hôm gì rồi. Cái Phương đi ra ngoài mương sau nhà, Phương bắt thêm ít con ốc cu đen nữa. Về đặng Phương ngâm nước chung với mấy con chim chép này để hôm nay Phương tắp bia đãi cả nhà nè. Đây đây Phương có lon bia nè. Hồi nãy Phương có đi cắt thêm ít cộng xả, với lại là thêm một mớ chanh, lá chanh với lại là ớt. Để Phương ấy cái con ốc này lại nha. Thì sáng Phương chuẩn bị thì Phương có ngâm lại thêm nước cơm mẻ nữa, cho nó uống nước cơm mẻ cho con ốc thì nó ngon hơn. Thì Phương mới rửa lại nữa, Phương vớt ra để bằng bên trên cái gáo. Phương chuẩn bị đem vô hấp đãi cả nhà luôn. Cái đó mình cho đường. Cái
mình cho bia vô đây nè, mình cho khoảng hơn nửa lon chút nè. Chín rồi. Yeah, thơm quá nha. Thơm quá trời thơm luôn. Yeah. Đây cả nhà ơi, mình đã hấp xong nãy giờ rồi nè cả nhà. Hôm nay mình hấp bia nha. Con này là con chim chép với con ốc bu đen. Mình nghe nó dậy lên cái mùi thơm quá trời thơm luôn. Con này nó to ơi là to luôn nè. Cái nhà nó to ra không đây nè. Mùi xả với mùi chanh nữa. Ôi con này nó to rồi nè. Đây nó bu đây. Ngon. Đây mình chấm với muối ớt xanh nha cả nhà. Mời cả nhà con đầu tiên nha, đây là con ốc bu đen. Mời cả nhà. Cả nhà. Mời cả nhà nha. Nha. Đây con chim chép. Mời cả nhà. Ngon. Quá ngon. Nó béo. Nước. Nước ngọt. Nãy con nhím nhất. Này ốc mình bắt mà mương nhà mình á. Ngoài chỗ mà mương bà dừa cả nhà. Nãy mình kêu em Hiếu qua ăn chung. Mà em Hiếu nói em Hiếu ăn mấy con này nè, chim chép này nè, là em Hiếu ngứa như khỉ luôn á. Mình thì dễ lắm, mình con gì mình ăn cũng được chứ. Con thích ăn ốc hơn. Ốc ngọt thịt. Miếng gai nữa. Ốc mà mình nuôi mương vườn á nó dai hơn là ốc mình nuôi trong mùng. Thôi con này con để ra cái đuôi luôn rồi mẹ. Đi chưa? Có cái đuôi ăn cũng được luôn. Mẹ con không ăn cái phần cuối ở dưới. Con bỏ một miếng dưới. Không. Muối ớt tại ngon nha. Mua cái kiểm ớt xanh đây ớt bự không đây con lấy ra đuổi mày lấy được không được con ơi để con cố gắng con lấy cho nó ra không ra được rồi cả nhà ơi. Con chả nó thơm ở nhà ơi tất nhiên rồi thơm mà nó hơi the mà nó ngon lắm. Ui nóng quá. Nó giòn. Nước nó ngon quá ngon mẹ ơi. Mẹ thử cúp miếng nước rồi nè. Cúp rồi. Mẹ bắt con ốc kìa con ốc á. Không còn nước nữa nè. Không chưa nước rồi. Ngon quá. Nước còn hơi mắm gì nè. Mình hấp nó mới ngon. Rồi nó the the rồi xả rồi dưới mùi của nước bia nữa cả nhà. Nước bia nó làm cho con ốc mình nó ngon hơn. Này. Con ăn con ốc con luôn.
Nghe có còn bụng không? Nghe gậu gậu luôn. Quan trọng là mình chấm với cái phần nước chấm này là nó ngon hơn á. Dạ. Đây. Cái con này là mình làm như bánh xèo cũng ngon đó nha. Không, mình làm bằng ốc bu, ốc đắng á. Ốc đắng á. Làm như bánh xèo là ốc đắng. Cũng được. Nhưng mà nó không ngon bằng con này. Gì vậy? Con này ngon hơn. Ốc đắng con làm gỏi gì không biết không? Đu đủ. Bắp chuối. Ừ, ngon lắm. Đây, ngồi đây nha. Gỏi chua, đu đủ với bắp chuối. Ở trong này mình có trái mỡ tỏi, tỏi ớt hồi nãy á. Da này nó thơm mà nó có hậu béo béo của dầu ăn nữa. Đây con này mập nè. Ôi ôi nó mập. Cố gắng cho nó lên mà nó không lên được. Này. Còn cái phần đuôi trong nó mập á, cái phần đuôi trong nó nặng kỳ kỳ luôn. Nước ngon không biết. Lấy này nước nước thì rất ngon. Húp mà này húp nó còn ấm ấm, nóng nóng vậy nè. Ừ, nước nó cũng còn trong cháo nó nóng luôn. Nó ngon. Ừ, lên luôn, lên luôn, lên luôn rồi. Ôi hay quá. Hay quá luôn. Lên luôn. Nó ăn ngon. Dạ nóng quá. Có con ốc ốc gì ta, ốc lát nè. Đâu rồi, kiếm ốc lát. Có đâu hai con hay gì. Hai con ốc lát. Tiêu ra. Đây đây đây. Ốc lá nó dễ là sân ốc bu. Đúng rồi. Nó dài hơn. Ừ. Nó là ná như ốc bu vàng vậy đó. Ốc lá mà không bự. Nó còn dài. Mấy con này còn cái đuôi ở trong á, thành ra nó nặng ghê luôn á. Nãy có mấy con đập đuôi đâu rồi. Nãy con đập đuôi được mấy con. Tại trời mưa á, thành ra Phương chạy xiết 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 vô trong nhà luôn. Mấy con đập đuôi, có mấy con lơ to đập đuôi á. Ốc đắng rồi, để cho anh chồng gỏi ra. Ngon nè. Nước này gỏi đủ. Ăn cái con nào nè. Không biết nữa không. Cái rau còn cua. Rau còn cua nè. Tháng mưa này vài bữa nữa là dữ lắm luôn. Ừ, nó ngon. Đến đây thì mình xin phép dừng video ở đây nha. Cả nhà xem đến đây cho hai mẹ con mình xin một lượt like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ những video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.